Người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ GSA ngày 23 tháng 11 đã thông báo tới ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden rằng cơ quan này sẽ tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền lực Tổng thống. Trong thư gửi ông Joe Biden, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ Emily Murphy cho biết quyết định của bà là hoàn toàn độc lập và dựa trên luật pháp và các số liệu thực tế. Bà Murphy nhấn mạnh bà chưa bao giờ trực tiếp hoặc gián tiếp bị gây sức ép liên quan tới quyết định của mình bởi bất kỳ quan chức chính phủ nào, cũng như những người làm việc tại Nhà Trắng hoặc tại cơ quan của mình. Bà Murphy cũng làm rõ rằng mình không nhận bất kỳ chỉ dẫn nào để trì hoãn quyết định của mình. Trên Twitter cùng ngày, Tổng thống Trump đã xác nhận quyết định của GSA nhằm bắt đầu quá trình chuyển giao. Ông Trump cảm ơn bà Murphy vì sự cống hiến và trung thành đối với đất nước. Theo ông Trump, bà Murphy đã bị quấy rối và bị đe dọa, và ông không muốn thấy điều này xảy ra với bà Murphy, gia đình bà Murphy và các nhân viên GSA. Ông Trump nhấn mạnh sẽ tiếp tục các biện pháp pháp lý và tin tưởng sẽ giành phần thắng. Tuy nhiên, vì lợi ích của đất nước, ông Trump cho rằng bà Emily và các nhân viên của mình nên tiến hành các thủ tục ban đầu cần thiết của quá trình chuyển giao, đồng thời cho biết ông đã chỉ đạo cho đội ngũ của mình thực hiện các bước tương tự.